cho vào sữa tắm này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà lần đầu tiên là lần quan trọng nhất. Đây là lần đầu tiên mình tắm cho nó, cho nên nó rất là hôi. Tức là lần đầu nó sẽ rất là sợ. Nhưng mà dần dần sau ấy, khi mà nó quen rồi nó sẽ đứng yên cho chúng ta đấy thôi. Khi mà các bạn thấy không, khi mà mình sấy cái này này, dội thẳng mặt nó rất là sợ. Thì lúc này là mình phải dơ cao lên. Nếu là dơ cao mày sấy lên như này này. Đó, dơ cao càng xa càng tốt nhá. Ok, đây mình sẽ... Đó, dơ cao lên. Dơ cao lên, đấy, dơ cao lên này. Càng xa càng tốt nhá. Xong tiếp theo là các bạn OK, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với lại channel của The Pet Family. Thì hôm nay mình sẽ lần đầu tiên mình tắm cho em lúa này. Đó, nhìn nó rất là bẩn nha các bạn. Đó, hiện tại thì mình đang ở nhà mình, thì hôm nay mình có những bạn trợ giúp, đó là bạn Duyên, em về em gái. Đâu? Đó, chim nữa, chim đâu? Chim ơi. Đó, hôm nay có cả chim nữa. Trợ giúp mình trong cái công việc mà tắm cho con thóc, là tắm cho con lúa. Tắm cho con lúa thì đầu tiên muốn tắm ấy, thì mình sẽ chọn một cái loại sữa tắm, sữa tắm SOS, sữa tắm là sữa tắm quốc dân của Việt Nam mình hay dùng ấy. Đó, sữa tắm này nhá. Và tiếp theo nữa là bởi vì đây là cái lần đầu tiên nó tắm thì mình phải rất là phải chi tiết các bạn. Nói chung là mình phải nâng đỡ như kiểu nâng trứng như ứng hoa, không được vồ vập. Thôi, không liên thuyên nữa, thì bắt đầu là tiến hành công việc luôn. Bởi vì bọn này là lần đầu ấy, thì mình phải có một cái gì để lừa nó. Không, nó sợ nước này này, sợ những cái vòi xịt như thế này các bạn. Đó, thì mình ở đây mình sẽ sử dụng thức ăn. Thức ăn đó là thức ăn ăn hạt ấy. Thì hai nhân viên mang vào đây nào. Đây, thức ăn đây này. Đó, mình sẽ dùng thức ăn hạt này các bạn. Đó, thức ăn hạt này nhá. Đó, thức ăn thì mình dùng cái thức ăn hạt này cho, tại vì là thức ăn này nó quen rồi, mình sẽ dùng thức ăn này. Mình sẽ cho tầm này thức ăn thôi để đánh lừa nó, bởi vì là bọn nhỏ nhỏ này nên nó rất là ham ăn. Thế nên mình sẽ đánh lừa nó làm quen với lại cái vòi hoa sen này, để sau này khi mà tắm thì nó đỡ là sợ. Đó, thì thức ăn này mình sẽ ngâm vào nước nhá. Ngâm vào nước cho anh Nhập với. Đó, đây thì mình sẽ ngâm vào nước nhé. Đó, ngâm lên tí nữa. Rồi, đó, ngâm như này các bạn. Ngâm như này khoảng đâu đó khoảng 10 phút hoặc là 5 phút cho nó hạt nó hơi mềm mềm ra một chút là được. Trong cái nhân cái lúc mà mình đợi hạt nó mềm ra ấy, đây hạt đây các bạn, nhưng cái lúc mà mình đợi hạt nó mềm ra mình sẽ hòa cái nước. Thì đầu tiên mình sẽ hòa nước rồi nhá. Thì nước thì các bạn cho cái nước ấm nước nó lạnh ấy. Đó, đầu tiên là các bạn hòa như này này, hòa cái này để tiết kiệm nhất cái tối ưu cái sản phẩm, tức là cái sữa tắm cho chúng nó ấy. Đó, mình sẽ cho tầm này thôi. Đây là sữa tắm quốc dân, mình không có mang về, thế là mình dùng luôn của em Duyên ấy, dùng để tắm cho mèo. Nó không biết thì hôm nay là tắm lần đầu, thì không biết là bạn này có chịu hợp tác không. Ơi, mình nghĩ tầm này lượng sản phẩm là đủ rồi đấy. Thì cũng khả năng là đủ thời gian rồi, thì bắt đầu mình tiến hành cái công việc là tắm cho nó lần đầu nhá. Thì không biết nó có dãy không, hy vọng là nó sẽ hợp tác.
để cho cái clip này nó đạt đủ chất lượng. Đây các bạn, nó các bạn muốn nó ham ăn như thế này này thì các bạn phải để đói, để cho con này nó đói. Đấy. Đấy, nó ăn rất là lẹ. Nên mình sẽ để, mình sẽ để tặng cái xà phòng này ở đây. Đó, đầu tiên thì mình sẽ làm cho nó, mình phải làm quen với lại nước, quen với lại cái nước này này. Đấy các bạn nhìn nhá, nếu mình cứ xịt thẳng như này này, xịt thẳng như này chúng nó rất là sợ, thấy không? Rất là sợ, né ngay. Đấy các bạn cho nó nhẹ nhẹ thôi, đấy, nhẹ nhẹ tầm này này. Đúng không ạ? Càng nhẹ càng tốt nhé, không biết được thấy đâu. Đấy, đấy. Nói chung là phải nhẹ, nhẹ nhàng nó quen đã. Với lại đầu tiên là mình cứ xì vào chân nó này. Đấy. Đây, còn cái âu này mình sẽ để lên đây, để cao lên. Cái mục tiêu của nó là cái bát ăn này này các bạn. Đó, thì bắt đầu mình mới xối nhẹ nhàng nước vào nhá. Đấy, các bạn thấy nó nhìn qua lại không? Đấy, nó vẫn là sợ nước. Đây, mình sẽ cho nó ăn vừa vừa này. Đấy, đấy. Nó phút. Đấy. Đấy, các bạn lừa nó nhá. Lừa nó cho nó quen với nước là ok hết. Đấy. Cứ thấy cho nó ăn thôi. Với lại nước này, mình cứ xịt. Xịt vào chân, xịt vào người nó từ từ thôi. Đấy. Quá trình này thì mình nghĩ là nó sẽ diễn ra nhanh thôi. Đây, đây, đây. Đó. Đó các bạn, cứ thế này thôi. Là nó sẽ quen và dần dần nó sẽ ướt hết cả người. Sau khi bắt đầu là nó hơi bắt đầu là quen quen rồi các bạn, thì tức là bắt đầu mình sẽ xịt, sẽ bắt đầu là một tay này, một tay nó, các bạn thấy không? Một tay cho nó ăn, nó sẽ chỉ nhìn vào cái này thôi, thế là nó không biết sợ cái này. Đây là lần đầu tiên tắm nhá các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đấy, nó vẫn sợ nước, tại vì nó chưa quen lắm, chưa quen với lại cái nước này, cái vòi xịt này. Đấy, cứ xịt vào người nó rất là sợ. Đấy, thấy không? Khi mà nào phải làm quen cho nó, làm quen đã nào. Đây là mình hướng dẫn, thế nên mình làm rất là chậm, tại vì là nếu mà bọn con này này mà nếu mà mình làm lâu quá, tắm lâu quá ấy, nó rất dễ là bị cảm. Đấy, các bạn thấy không? Nó rất là dễ là bị sợ. Bọn này cực kỳ sợ nước luôn. Đấy. Khi mà nó quen rồi này, các bạn rất nhẹ nhàng. Và nhớ nhá, là cái đầu này phải cho nó vào từ từ thôi. Kiểu day day, kiểu massage ấy. Kiểu massage như này này. Đấy. Thì đây vẫn có nước nhá. Các bạn nhìn vẫn có nước nhá. Đấy. Các bạn massage như này thì nó mới dần dần nó không sợ, không biết sợ nước. Chứ nếu mà các bạn xịt thẳng vào như này này là sợ nước ấy. Ra đây. Nhìn phần này nó đen, đen thui lui luôn. Đấy, các bạn thấy không? Khi mà nó đã quen rồi này. Đấy, các bạn nhớ nhá, hai cái tay này lúc nào cũng phải bịt lại cái tai nó. Bọn này nó rất sợ là bị xịt vào mắt, bị xịt vào tai ấy. Nhớ này, hai cái tay này bịt vào tai này. Đó. Thấy không? Bắt đầu nó sợ sợ rồi đấy. Tại vì nó không quen các bạn. Đó, gần xong rồi nhá. Đấy, thế là đã ướt được người rồi. Đó, ướt được người rồi, bây giờ mình lại cho ăn tiếp. Đấy, có ăn ăn. Đấy, bây giờ mình mới dùng cái bông bông này cho nó vào. Cho vào sữa tắm này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà lần đầu tiên là lần quan trọng nhất. Đây là lần đầu tiên mình tắm cho nó. Thật ra nó rất là hôi. Cho nó ăn cả xà phòng được nhá, không sao đâu các bạn. Đấy, không sao đâu, không vấn đề gì cả. Ui dồi. Đấy, các bạn thấy không? Tức là nó mới ấy, nó mới nó rất là sợ. Đấy. Sợ lắm không ạ? Mình phải kiểu nhẹ nhàng. Đấy, nhẹ nhàng, càng nhẹ nhàng càng tốt. Uh-huh.
Càng nhẹ nhàng càng tốt. Đây, người bắt đầu run lên rồi này. Thôi, na đi ra, tắm rồi đi ra đi. Đấy, đấy các bạn tắm đi các bạn. Đấy, vớt nhá, các bạn vớt lấy cái xà phòng này này, cho lên, chứ đừng đổ thẳng vào. Ừ, cái này cái đấy. Đấy, bóp ra này. Đấy, cứ vuốt vuốt như này này. Đấy, nó rất là sợ. Đó, tắm thì các bạn tắm nhanh thôi. Như này là mình tắm hơi lâu rồi, mình phải thao tác nhanh hơn. Tại vì là để lâu là nó sẽ ốm ấy. Ok. Đó, không sao cả. Đấy, nó rất là sợ. Mà sợ này các bạn cứ để nó lên cao ấy, nó không có vấn đề gì. Tiếp theo là mình sẽ xả nước. Xả nước cho nó hết xà phòng đi. Đấy. Đấy, bắt đầu nó sợ rồi các bạn. Thấy không? Đây, sợ thì mình lại cho cả cái này. Bọn này thì chết vì ăn thôi. Đấy, các bạn thấy không? Cho ăn này, lại cho lên đây. Tức là mình nhử nhử đấy. Mình nhử nhử cho nó ăn đấy. Đó, ôi dồi ôi. Cho nước ấm ấm một tí. Tức là lần đầu nó sẽ rất là sợ. Nhưng mà dần dần sau ấy, khi mà nó quen rồi nó sẽ đứng yên cho chúng ta đấy thôi. Nước hơi mạnh, xịt nó hơi sợ tí đấy. Nhìn này, xịt rồi nó quay sang nó nhìn này. Đây ra đây. Đấy. Đấy, các bạn cứ xin như này nhá. Không sao cả. Đấy, cái này hơi nóng rồi, mình cho nó hơi nóng nên là nó sợ thôi. Đấy, cứ cho nó ăn bình thường này thôi. Nhưng cái này hơi nhiều nước rồi các bạn. Hơi nhiều nước là nó no quá đấy. Nó vẫn ăn. Tắm lần đầu ấy thì mình nên tắm một nước cho nó quen thôi, chứ đừng tắm nhiều nước. Đó, gọi là cho nó làm quen với nước. Rồi tiếp theo là mình sẽ lau nhá. Lau khô này này. Đó, lau khô cho nó. Bây giờ nó rất là lạnh, các bạn thấy không? Đen xì này. Đây là lần đầu tiên tắm cho lúa. Đấy, thì mình chỉ tắm một nước thôi. Đấy. Nhìn như cá chép đen. Nhìn như cá chép đen luôn. Lát nữa mình sấy thì mình có sẽ không dùng lược nhá. Tạm thời là không dùng lược, tại vì để cho nó quen đã. Nếu mà bây giờ mà mình dùng lược ấy, dùng lược để trải bông ấy, là nó sợ đấy. Tại vì cái lược đấy nếu mà trải luôn ấy thì nó sẽ bị giật lông đấy, nó rất là sợ. Thế tạm thời mình chưa dùng cái lược đấy nhá các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ sấy. Thì mình cũng sẽ là máy sấy ấy, để cho nó làm quen máy sấy thì mình cũng tương tự giống như nó làm quen với lại vòi nước nha các bạn. Thì vẫn là cái bát ăn này, nó vẫn là cái bát này. Đấy, bạn cho nó đây. Đó, bật máy sấy lên. Thấy không? Bọn này thì... Đấy. Đó các bạn. Đấy. Tức là bọn này khi mà nó có miếng ăn ấy, nó không bao giờ nó biết sợ cái máy sấy hay là bất cứ một cái gì đâu. Đấy, các bạn cứ như thế này sấy nhá. Thì máy sấy thì nó sẽ có cái tiếng nó rất là to, thế là mình sẽ cứ làm thôi, mình sẽ không nói gì.
Khi mà các bạn thấy không, khi mà mình sấy cái này này, dội thẳng mặt nó rất là sợ. Thì lúc này là mình phải dơ cao lên. Nếu là dơ cao mày sấy lên như này này. Đó, dơ cao càng xa càng tốt nhá. Ok, đây mình sẽ đó. Dơ cao lên. Đấy, dơ cao lên này. Càng xa càng tốt nhá. Xong tiếp theo là các bạn. Okay, vậy là mình đã tắm xong cho con lúa này rồi nhá. Nhìn nó đen xì. Đây, khi mà nhớ các bạn là phải sấy và sấy thật khô này, lông nó phải bông bông như này này. Nó màu đen thế là mọi người có nhìn thấy mắt nó đâu không? Nhớ mình cầm cái này này. Đó. Đây, đó. Để như này thì mọi người thấy một chút chút mắt của nó. Đó. Như này nhá. Với lại là tại sao mình lại lần này mình sấy mà lại không dùng cái lược đánh bông bông lông ấy? Tại vì là đây là lần đầu tiên của nó tắm ấy, thì mình cần phải làm quen với lại cái nước này trước, sau đó là làm quen với lại máy sấy ấy, máy sấy như mình vừa sấy ấy, thì mình không cần cái lược. Khi mà bởi vì nếu mà mình dùng cái lược luôn bây giờ ấy, nó rất là sợ, bởi vì là mình dùng lược ấy đánh lông mà nó như kiểu nó cọ mọi người nó đau nó, với lại những cái lông nó giật ra nó ra đau nó rất là sợ đó. Thế là mình đã không dùng cái lược lần trong lần này đó. Thế thôi, đây là lần đầu tiên lúa được tắm. Thì chắc là video sau mình sẽ chia sẻ với các bạn là nếu mà chúng ta lần đầu tiên nuôi cún hoặc là di chuyển cún mới như này thì cần những cái gì nhá. Clip sau mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn. Còn clip này thì xin dừng lại ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây, cho anh nhìn lại cái mặt của nó đi. Trời ơi, màu xám chứ còn màu đen đâu. Đấy, các bạn có thấy màu ánh ánh này không? Trời ơi, không nhìn thấy đây này. Màu xám đó chứ không phải màu đen đâu mà. Không nhìn thấy mắt đâu nữa này. Xin chào.